để mẹ chiên cái cốm chiên này cho hai chị em ăn nhá. Thơm nhau không? Đây cái này để đây tí nữa lau tay nha. Chị đi ngồi yên không là nóng lắm nha. Mẹ này tuổi Titi, này tuổi Ton. Đúng rồi, giỏi. Chị Gấu hôm nay giỏi quá. Cái này chiên một tí là được, chiên nhanh lắm. Đây chị em chờ mẹ một tí là xong. Mẹ lại cầm trái tay thế nhở. Chị thấy hóng Gấu được ăn cái này chưa? Bỏ nhiều chiên một lần luôn nha. Nhưng mà mẹ sợ cái này nó nổ quá, chị em ngồi né né ra một tí nhá. Con lộn thìa rồi, lộn thìa của Titi rồi. Ui nó nhanh cháy thế. Mẹ ơi. Dạ. Nhanh cháy quá. Trời ơi, mấy cái này nó cháy hết rồi, mẹ làm không kịp nó cháy hết rồi. Cốm nó dính này. Đó xúc cái gì ấy? Không biết này, đồ ăn. Đồ ăn xong. Gần đường rồi. Là chùa Tân. Ừ. Hết rồi rồi. Đâu, của Titi đâu? Chùa Titi đây. Tay của con đâu? Tay của con đây. Tí ngó gì ấy. Nha. Đây, em để xịt cái đĩa của em lại đây để mẹ bỏ vào cho em nào. Để cả hai lại luôn nha. Chín rồi, nó cái này nó bị dính bắp. Chị đều nhá, cái này chín rồi mẹ lấy ra trước nha. Ngoài đây để mẹ lấy ra cho hai chị em ăn nha. Ba tê. Gì đấy? Này Titi. Đây, đây thìa của Titi đây. Chín rồi, Titi chờ lâu không? Này của em, này của Titi. Đâu của em đâu? Của em đây. Titi buồn ngủ hả? Chờ mẹ lâu quá hả? Để mẹ thổi nhá. À chị Gấu, con đi lấy hai ly nước lại đây đi để hai chị em uống nhá. Dạ. Để mẹ thổi cho nào. Đây, mẹ thổi cho hai chị em nha. Rồi đây rồi, Gấu giỏi quá. Đây để một ly ở đây cho em Titi nha. Em Titi uống miếng nước trước này. Con xịt lại đây, xịt lại đây với mẹ. Rồi. Đấy. Để đây. Con để bên này này, của con để bên này nhá. Để lên tao. Để bên đây. Đang nóng con ơi, đang nóng. Để thổi đã nhá. Nóng quá. Gần nguội rồi. Đây này Titi. Titi, có con đây này. Lấy cho em Titi hạt cốm trước. Ngon không? Giòn đấy. Của em đâu? Đây của em Titi đây. Cốm của em đâu? Cốm của em á, cốm của em đây nè. Đây. Giòn không? Giòn. Ừ. Thì cảm ơn đi. Đây này mẹ lấy cái thìa ra cho Titi luôn nha. Này tự cầm, ui hết rồi, còn lại ăn luôn. Đố rồi ngồi chưa? Rồi ngồi rồi ăn đi. Giòn không?
Mẹ ăn nhá. Cho mẹ ăn cái nào? Cho mẹ ăn cái này. Rồi, mẹ cảm ơn. Con nè, cho thi lên tục cúng này. Cái này không cho mẹ bảo chân nha. Con cho mẹ chả cá. Chả cá. Chả ngon ta. Ừ, ăn đi. Con mẹ cho thi này. Ăn đi. Mẹ thổi tiếp đấy nha. Thổi cho chị gấu một miếng này. Ừ, cốm này, cốm giòn này. Cái này của gấu nguội rồi này, mày thổi cho em tí nha. Cái hạt cốm này nó rơi ra này. Cho con cứ cấu ra thế. Ăn cốm hả? Đây này. Đây này, cốm cái này nhiều này con này. Này, cắn đi. Cốm, cốm. Nhưng mà đây cốm nhất đi ăn này. Này. Nó bị mụn hết rồi. Ngoan hả? Chị ăn ra đây. Lấy nước uống đi, mẹ lấy nước cho em tí uống lại này. Ăn cái này nó mặn mặn phải uống nước. Tí uống hả? Em uống trước. Ừ, em uống đi. Em ăn cái ngoài là để đây. Để mẹ lấy giấy mẹ lau đây nhá. Con. Ừ rồi, để đấy nha. Lau tay không? Không. Đi lau không? Mẹ cho đi không? Tí không lau luôn à? Dạ. Tí ăn xong rồi lau nhá. Dạ.